bao nhiêu tiền. Chứ bây giờ đi cà phê với Tùng cũng có tiền ngại lắm. Hay là anh bỏ cô ta đi. Em cho anh bao nhiêu tiền như thế, cô ta đã cho anh được cái gì đâu. Thì anh đang tìm lý do để bỏ cô ta đây, nhưng mà chưa có lý do gì cả. Ta là cái con mà là trước sau hàng mày đấy. Hôn rồi nhá, thì về bỏ chồng nữa chưa. Cô bảo cô đi ra hàng, mà tôi đi ra díu với thằng lại có vợ có con kìa. Em bây giờ cô biến đi. Vợ à, tôi chuẩn bị đi giao hàng à? Vâng, anh lại định ra ngoài đây à? Ờ, có khi anh đi cà phê với anh Tùng một tí. Chứ ở nhà như này tù túng lắm. Anh đi cà phê với anh Tùng ấy thì cũng nên học hỏi cái tính của anh ấy một tí. Hôm trước sang nhà chơi á, em thấy anh ấy bế con cho vợ nấu cơm. Vớ va vẩn. Mấy cái chuyện cơm nước rửa bát, con cái là chuyện của đàn bà. Anh đàn ông như này động vào mấy việc đấy để mà mất hình tượng. Anh suốt ngày hình chẳng tượng thôi. Em đi giao hàng đây. Anh bảo này à, cho anh ít tiền. Chứ bây giờ đi cà phê với Tùng không có tiền ngại lắm. Hôm qua em vừa đưa cho anh 2 triệu mà. Anh lại tiêu hết rồi đấy à? Thì hôm qua xe hỏng nên... Anh nhìn đi. Cả nhà cả cửa nhá, 500. Đây là số tiền còn lại của em đấy. Rồi, anh cảm ơn vợ nhá. Mà anh lo làm ăn đi, không ỉ lại mãi vào bố mẹ như thế được đâu. Vợ đi nhá, vợ đi cẩn thận nhá, anh cảm ơn vợ nhá. Làm được có tí tiền mà huynh hoàng. Này, cái tài sản này của bố mẹ tôi để lại ấy, cô bán hàng online cả đời cũng trả được. Bố thiếu thì bố mới xin thôi. Nếu còn láo á, bố đuổi ra khỏi nhà. Ừ. Cố gắng nhá. Anh làm thế nào thì làm. Cả tuần nay anh bỏ bê em quá rồi nhá. Được rồi, anh thương nhá. À mà cái mụ gọi bán hàng online của anh thế nào rồi? Rõ ràng là cô ta thấy nhà anh giàu có nên là ăn bám mãi không chịu đi đúng không? Mà chả hiểu sao ở cái nhà to đùng như thế lại đi bán hàng online. Thế mà anh cũng chấp nhận được à? Có việc là vui rồi, quan trọng yêu em. Rồi anh còn bênh cô ta nữa. Anh nói anh yêu em cơ mà. Hay là anh bỏ cô ta đi. Em cho anh bao nhiêu tiền như thế, cô ta đã cho anh được cái gì đâu. Thì anh đang tìm lý do để bỏ cô ta đây, nhưng mà chưa có lý do gì cả. Bây giờ đó anh rối bời lắm ấy. Thôi, để anh từ từ nhá. Em không biết đâu, em không muốn mình cứ lén lút thế này mãi đâu. Lén lút đâu. Nhá. Alo chị Liên à? Dạ vâng ạ, em là Linh. Em đến giao hàng cho chị ạ, chị xuống nhận giúp em với. Chị nói thế là như thế nào ạ? Vừa nãy chị bảo là chị cần, em cũng giao gấp cho chị rồi, thôi chị xuống nhận giúp em với, nhà em ở xa lắm ạ. Chị ơi chị ơi. Chị ơi, chị là chị Thảo đúng không ạ? Dạ vâng, vừa nãy chị có đặt hàng của em ấy. Bây giờ em đang ở cái địa chỉ mà chị cho trong tin nhắn ấy ạ. Vâng, chị xuống nhận hàng giúp em với chị nhá. Vâng ạ. Giao hàng đúng không? Dạ vâng ạ,
Chị là chị Thảo đúng không ạ? Em đến giao hàng cho chị đấy ạ. Không, tao không phải là Thảo. Tao là cái con mà nó trước bao hàng mày đấy. Giờ chả nhẽ lại bom tiếp à? Đáng thương nhỉ. Cô muốn gì? Muốn gì á? Mày à! Bánh ra cái đồ đi. Cái đồ đi giật chồng người khác. Giật cái mặt ở đây cho thiên hạ xem này. Tao cũng, bà cũng nhận ra xem này. Cái loại gái đi giật chồng người khác. Cái loại sống vô đức, vô lương tâm. Này, hôn hồn nhá thì về bỏ chồng đi chưa? Ta có nhầm người rồi. Nhớ mặt con này đấy. Cô làm cái trò gì đấy? Hả? Cô bảo cô đi giao hàng mà cô đi gian díu với thằng lão có vợ có con kìa. Nhục mặt chưa? Em là vợ anh mà, tại sao anh không tin em? Anh tin người ngoài mà mắng chửi em như thế này à? Này, chứng cớ rành rành đây rồi mà cô định cắm tôi bao nhiêu cái sừng đến đầu nữa đây? Em bị người ta vu oan, người ta chặn đánh, anh không xót thương em thì thôi. Thằng này về nhà anh lại còn chỉ giết em như thế này nữa à? Anh làm chồng cái kiểu gì đấy? Cô đến với tôi ấy cũng chỉ vì gia tài này. Em bây giờ cô biến đi, thủ tục ly hôn tôi làm sau, đánh ra. Chị ạ? Dạ vâng ạ, em đang ở dưới sảnh G4. Chị xuống lấy hàng giúp em với ạ. Dạ vâng. Mấy hôm nay thèm gà rán quá. Tí nữa vợ chồng mình ăn KFC nhá. Anh thích thì cái gì nhỉ được. Ai như kiểu vợ cũ của anh nhỉ? Thôi, mặc xác của ta em ạ, đi. Này, hết gì cũng còn nghĩa. Chào cô, lâu lắm không gặp. Dạo này cô thế nào rồi? May mà nhà có cô, mà tôi và anh Hiếu đến được với nhau. Cảm ơn cô nhá. Hóa ra cô mất công giàn dựng mấy cái trò trẻ con để được đường đường chính chính nắm tay anh ta như thế này à? Thì cô là sao? Cô ta hận anh quá nên vu oan cho em ấy mà. Đúng là cái đồ rắn độc. Anh Hiếu bỏ cô là đúng. Tôi lại cảm thấy may mắn đấy chứ. Nếu không có cô ngày ấy giàn dựng cái vụ đánh ghen thì tôi cũng chẳng có lý do gì để bỏ anh ta cả. Cô thử nghĩ mà xem, một mình tôi nai lưng đi làm vất vả thì lấy tiền cho anh ta đi ăn chơi gái cũ. Cô nghĩ là anh ta giàu à? Không có đâu, chỉ là bố anh ta giàu thôi. Cái loại bám váy đàn bà như anh ta, tôi bỏ cũng không tiếc. Cô nhận được cái đồ phế thải này, có vẻ vui quá nhở? Cô... Này, thế là thế nào hả? Thế còn căn nhà thì sao? Thì nhà là của anh, mà từ trước giờ anh chưa bao giờ xin cô ta một đồng nào ấy. Chưa xin cô ta một đồng nào. Thế mà trong túi lúc nào cũng chỉ có vài trăm, cùng lắm là 2-3 triệu bạc chứ gì. Anh ta đã bao giờ mua món quà nào giá trị cho cô chưa? Làm gì có. Từ lúc con này đi ấy, làm gì có đồng nào dắt trong người đâu. Nhà thì đứng tên bố mẹ, xe thì cũng là của tôi. Cái loại vô dụng thì mãi mãi chỉ là vô dụng thôi. Cô, anh đi chết đi. Ok, em phải tin anh chứ. Tin cái gì mà tin. Anh lừa của tôi bao nhiêu tiền rồi. Thôi, coi như là tôi bố thí cho anh ấy. Đừng tìm tôi nữa. Ok, em alo Tùng à?
Ông này, ông có thể cho tôi vay gì ạ? Hả? Ông đầu tư hết rồi hả? Alo. Toàn lũ khốn nạn.